Xin chào, tôi đang ở trong có một khu rừng, cái này gọi là rừng của đại học công nghiệp, à đại học này lâm nghiệp. Tôi đi một vòng khám phá, lưu lại khoảnh khắc. Tôi đây nhá. Bắt đầu. Rất mát nha. Hôm nay lên lần đầu tiên lâm nghiệp, tức là được coi là rộng nhất trong các loại vườn, khu vườn rộng khoảng mấy hecta rừng. Tôi không để ý lắm, chưa tìm hiểu, hãy đi thử một vòng nhé nào. Vận tốc tôi đang đi là 25 km/h. Đoạn đường đã đi được một đoạn rồi. Bắt đầu tôi quay. Lát nữa cứ tính cái đoạn này xem là nó dài không. Nó ra sẽ là cái đường này nó dài bao nhiêu. Đại học lâm nghiệp thì chắc là chuyên về rừng, có cả đại học đào tạo về kỹ thuật nữa, kinh tế cũng có, kinh tế rừng, kỹ thuật trồng rừng, các thảm thực vật, động vật. Uầy, xa xa nó là cái gì cơ? Lô cốt à? Và giống như ngọn hải đăng, quan sát lại chạm. Thử vòng xuống đấy xem nào. Đỉnh 133 ở trên này, trên cao à. Tiếp tục như đoạn đường này lại vòng lại hay sao ấy? Vòng cua rộng ra xem nào, được không? Cầm hơi rung rung. Đi chậm chậm thôi. Đoạn này đang xuống dốc. Nó vừa lên đỉnh. À, có hai con chim. Cái này sẽ quạt. À đâu, chim gì ạ?
đường rất ngon nhé, phải ngon mà đấy, được giải nhựa tạm gọi là đi được. Tha hồ cho các em khám phá và tìm tòi. Ở đây mà ngồi làm việc thì chắc lại nảy sinh ra nhiều ý tưởng sáng tạo. Nếu mà làm về chuyên ngành kỹ thuật thì không gian rất là yên tĩnh. Cảm hứng. Tôi thì tôi yêu rừng thôi. Cái cối chim chóc. À, đây lại vòng lại đoạn đường ngã rẽ nữa ấy. Ta lại đi thẳng xuống. Đấy. Nó rộng không? Rộng thật chứ. Mới đi được một vòng của cái đỉnh 133. Nhìn hôm qua BlackBerry của tôi nó lại ấy rồi. Nhìn là hết pin. Quay bằng này thì dung lượng nó đang còn hơi ít. Mỗi lại phải sạc pin lại. Xa những tòa nhà. À, đây là một khu mộ. Đây là thực chứ không phải là ấy nhá. Cảnh thực. Người thực việc thực, không qua chỉnh sửa, mặc dù về cũng phải edit lại, cũng không để ý gì đâu. Tôi là tôi này ấp thẳng và nó thật thật nó bị bền, chỉnh sửa nhiều quá mộng má vào nhìn nó đẹp nhưng mà lâu nó hơi đại khái nó hơi giả. Mặc dù nó cũng được. Chân thực của cuộc sống quay bằng iPhone SE. Đây có một bạn em sinh viên tránh ý tưởng. Tôi năm nay 33 tuổi rồi. Một vợ một con. Còn thêm Nguyễn thằng Nguyễn Văn Chẵn nữa. À đây, lại đi vào đoạn đầu. Đây có một cái cổng. Chỗ này đã khóa. Xem là có mở được không. Khóa rồi. Này chỉ đi bộ thôi. Tiếp tục một cánh xoay về hướng kia đi xem
hướng từ cổng ra đi về bên phía tây trái. Khóa học tuyển sinh. Đây là khu dành cho giáo viên tuyển sinh trường. Xanh ở đây là rất là rộng rồi. Cháu đang đi khám phá. Hôm nay vắng thế nhỉ? Hay là nghỉ Tết rồi? À đây cái cổng nó quấy. Cổng đấy ngăn cách giữa đường rừng và đường ấy, đường đi vào trường. Đây cũng một cái hồ. Đất đai, về công nghệ sinh học, công nghệ sinh học. Đó đấy. Phần hóa tôi đang thiếu, nên đâm ra cũng có khi là lên đây về học sinh vật học. Nghiên cứu làm khóa học. Lĩnh vực mới. Bạn Nguyễn Lân Dũng đã có 10 vạn câu hỏi vì sao chuyên về sinh vật.
sinh học, hóa học, các thể loại học. Yeah.